Rồi lại tiếp tục sale em SMC9, SMC9 một em hàng SMG cực kỳ hot của GNG. Đấy. Trước đây cây này rất hot nhá. Cách đây khoảng 2 năm thì mình bác về rất là nhiều. Nhưng mà chả hiểu sao sau có trên đấy thì giờ anh em ít chơi. Đấy. Băng đạn đây, băng đạn này, băng đạn 50 viên. GNG thì đầy đủ kiện luôn này. Đây này, BB Blaster này. Đấy, cái chốt này. Đấy, ốp tay này và em nó đây, tình trạng mới 100%. Và mình còn chưa có thời gian mà quay review lại em nó cơ. Đấy. Nhưng mà ok, nhân cái dịp Black Friday này để sale cho anh em nào yêu thương em nó. Con này có chức năng bắn Xiaomi ở full auto. Đây, chốt gạt ở đây bên này. Rất hay. Anh em có thể xem lại clip của mình. Giá của nó thì là 17 triệu và hôm nay thì sale chỉ còn lại 16 triệu thôi. Đấy, anh em chốt nhanh thì được em nào.